Lời đầu cho tôi gửi tới lời chào trân trọng mà đến toàn thể anh em chưa đôi mình Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12, em tiếp tục các ngành giới thiệu đến có một chiếc tàu đến từ thương hiệu của hãng DeLong. Mô đen của nó là DCD 755SE. Mô đen này thì shop bán khá là nhiều rồi. Nó được sản xuất năm 2010. Trước này thì sở hữu cái xe ngang của nó là 43,4 cm, chiều cao của nó là 10,7 cm và chiều sâu là 28 cm. Và đó nặng là 5 kg. Mặt nhôm phay được sơn màu đen, khá là dày. Trong đời mới họ thiết kế cửa đi ở giữa nhìn rất là cân đối và hài hòa. Và trên mặt thì họ đã tối giản các kim bấm rồi, sử dụng chữ khiển thôi. Đấy. Ngoài chức năng đọc đĩa CD ra thì chiếc tàu này còn có chức năng kết nối với USB để chúng ta nghe nhạc hoặc kết nối với điện thoại iPhone, máy nghe nhạc iPod để chúng nghe. Đấy. Và nó có một chức năng nữa là Fix D là nghe nhạc nhanh, nhạc chậm thì tùy theo ý của các bác. Ở chiếc này thì dùng mắt đọc của Sennheiser, thế thay thế và không gắn đĩa, giá thay thế chỉ 250.000 thôi. Phần chip giải mã của chiếc này dùng một chip giải mã PCB 1791 cho chất âm ra là 20 bit, sạch sẽ, chi tiết, xung âm rất là rõ ràng. Và cái trường ấm thì nó đặc trưng của dòng nylon rồi. Đấy. Ở trước đây thì về hàng đấu giá tuyển chọn nên là về rất là đẹp. Em mà xin quay chi tiết thì đó được chiêm ngưỡng. Mặt tiền của em nó rất là đẹp. Đấy. Mặt tiền em nói thì đẹp thì gần như không kỳ vết rồi. Đấy. Phần lắp lưng nó rất là đẹp này. Cạnh trên của nó đây. Đây là cái vết thôi, mình lắp lưng là dán xi mà. Đây là cái vết của tôi. Rất là mới. Ở phía sau cũng vậy, thì là có cái vết xước nhỏ này. Đấy. Chiếc này thì sản xuất năm 2009. Điện 100V, công suất của nó là 9W và sơ đi máy của nó là 911-660-1496. Đấy, và được sản xuất ở Trung Quốc, xuất thời nhận từ 100V nên chất lượng nó đạt tiêu chuẩn Nhật. Model của nó DCD 755SE. Chiếc này trang bị một đường áp ốc da chân đường mạ vàng này, và một đường cổng quang da màu đỏ là bình thường nhé. Và đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của chiếc đầu này thì còn rất là mới rồi, máy móc thì zin nguyên bản, mắt đọc tin theo máy luôn. Linh kiện toàn tụ cao cấp kéo la. Hai nguồn, một nguồn lớn và một nguồn nhỏ. Nguồn này là dành cho cái nguồn chờ đợi. Nó chức năng standby. Phần là chiếc giải mã thì nó nằm phía dưới rồi. Đây là châm cửa từ đây. Và đây là phần là đáy phía dưới. Đáy phía dưới của nó rất là mới ạ. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test các chức năng hoạt động của chiếc đồng này để các bác được thưởng thức. Và chiếc đồng này thì bên em bán với mức giá là 3,2 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển. Xin lỗi. Ở chiếc này thì đã được bác khách ở tỉnh Quảng Ninh đã đặt mua khi hàng về rồi. Và hôm nay thì em vệ sinh xong, em làm cái video test để trước khi gửi đi cho bác chủ được biết. Em nào mà chưa biết sản phẩm này được tham khảo và chiêm ngưỡng thì hiện tại shop vẫn còn một cái chiếc bột trắng nữa. Đấy, cũng đẹp như này luôn. Đấy. Cũng giá là 3,2 triệu đồng mà tặng kèm một cái kiện lô này để bác sử dụng các tính năng cơ bản nhé. Đấy. Và em xin giới thiệu ở thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại là 007 23 269. Các bác có thể để trực tiếp vào kết bạn Zalo với em để trao đổi. Bên em thì còn nhiều đầu CD trong một khúc chỉ vài trăm ngàn đồng cho vài triệu. Nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em ạ.
Đồ thì không cần đĩa rồi, tốt đĩa đồng xanh, đĩa sao chép, đĩa đồng vàng, đồng trắng nhé. Em test một CD chép đây, đừng thưởng thức ạ. Đã nhận đĩa. Thương nhớ vơi đầy.
Test cái chức năng đọc USB ở DCD thì đọc rất là tốt rồi. À, nếu như không chuyển đấy thì các bạn ấn nút đây, vừa chuyển CD hoặc USB ấn vào đây nhé. Rất là tốt thôi nhé. Còn đồ iPhone thì em mới mang iPhone rồi, cũng kết nối USB thôi, cắm vào là nghe nhạc suốt được ạ. Rồi thì chiếc đầu này bên em đã bán đến mức giá là 3,2 triệu đồng rồi, và bên em còn một chiếc đầu cũng y này màu trắng nữa. Nếu mà nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em với số máy là 0907 23269, em nhận được video. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em xin chào và hẹn lại các bạn gặp video sau ạ.